đừng mà. Anh ơi, đi đi, đi lên. Buông ra đi. Để tôi giết nó. Tụi không ngán không nào đâu nha. Thôi cho tôi xin. Chuyện đâu có gì mà nóng chị. Có gì ạ, bỏ qua đi mà. Chị bình tĩnh đi. Đừng nói đi chị. Đúng rồi đó, bình tĩnh lại đi. Phải rồi đó chị. Chị ơi, cản chỗ tao á. Cản cái gì chị? Từ từ đi chị. Phải rồi chị ơi, bình tĩnh lại đi. Chị à, chị. Cản chị ra đi anh. Thôi, được rồi. Anh xin em. Em cất dao đi. Có gì về nhà mình nói chuyện nha. Anh xin em mà. Hình như là Rifenol là một loại thuốc không màu không mùi, dễ hòa tan trong nước. Loại này lại là một thuốc ngủ cá nhân, nhưng bây giờ không ai còn dùng được. Hiện nó có tác dụng phụ rất là nguy hiểm, như là... Gì vậy anh? Mất trí nhớ, hầu hết thuốc an thần đều gây ra chứng này như rượu, nhưng loại Rifenol cho khả năng cao hơn. Dùng nhiều và thường xuyên trong một thời gian dài rất có hại cho thần kinh. À, cảm ơn anh. Chào anh. Vậy là rõ rồi. Nắm độc thiệt đó. Xin lệnh bắt ngay nha. Chưa được. Vẫn chưa đủ chứng cứ. Vậy mà còn chưa đủ chứng cứ hả? Chúng ta đã có tấm hình bàn tay nạn nhân với vỏ thuốc ngủ ngay trong chính căn phòng đó. Anh còn muốn gì nữa? Nhưng nếu bọn chúng nói tấm hình do mình ghép vô, còn vỏ thuốc là do bản thân bọn chúng dùng. Vô lý. Như anh nói thì đâu còn ai sử dụng loại thuốc đó nữa. Chúng vẫn có thể nói đó là của chúng. Khi chưa có nhân chứng cụ thể thì không thể bứt dây động rừng được. Phải tính cách khác, làm sao để bắt quả tang tụi nó. Lúc đó muốn chối cãi cũng không được. Có ai không nè? Ủa, anh đó hả? Vô ngồi đi anh. Ừ. Hai chị em đâu mà có mình em vậy? Quán xá để trống trơ như vậy, có ngày mất đồ rồi nghe. Ừ. Tụi em có gì mà mất anh? Có chứ, kho báu trước mặt anh nè. Anh đợi nha, em vô lấy đồ ăn liền. Sao mấy bữa rày không thấy bạn của anh vậy? Bạn cùng đoàn xe anh đó mà. Mỗi đứa một phương. Thỉnh thoảng lắm mới có bữa ngồi nhậu với nhau. Anh là tài xế hả? Không giống sao? Giống. Nhưng là tài xế điển trai nhất mà em từng gặp đó nghe.
Sao lâu quá vậy ta? Hay tụi nó nghi rồi. Nghi sao được? Anh Toàn nói là tài xế. Tụi nó chưa thấy hàng ngon, nằm yên là phải rồi. Bọn này ghê thiệt. Chắc cú mà. Để thêm chút nữa xem sao. À, mà hai chị của em đâu? Hai chị em về thành phố có chút công chuyện. Mà em tiếp anh được mà. Anh chỉ mong có lúc này được ngồi thật lâu với Hành. Ủa, anh biết tên em? Em nổi tiếng quá mà, muốn là biết liền. Anh mới lái phải không? Dòm lão Hoắc à? Mới, nhưng mà lái cho bà chị. Tòi hàng ngon không à? Trời, đừng nói chuyện hàng hóa. Tiền bạc với em không biết gì đâu. Giỏi nhất á là chị Dung em đó. Uống nữa nghe anh. Mời anh nè. Vô anh. Vô. Họ ra rồi kìa. Bye anh nha, hẹn gặp lại. Bye em. Trượt rồi. Rút. Giờ nhau như vậy, biết bao giờ mới bắt được tụi nó. Theo tôi, cứ xin lệnh bắt. Anh vừa nói là phải đợi mà. Kiên nhẫn một chút, rồi bọn chúng sẽ phải xa lưới thôi. Chỉ e tụi nó sợ động, không làm ăn gì nữa thì mình chỉ mất công thôi. Giờ về báo cáo với thủ trưởng đã. Vụ này không gấp được đâu. Đành vậy. Với một con mồi bự thì thế nào cá lớn cũng cắn câu. Chừng một tiếng thay gác một lần. Mỗi lần thay gác sẽ có khoảng 10 phút im lặng. 10 là đủ rồi. Trong 10 phút phải làm xong hết 4 thanh. Ra thế nào là ổn. Ừ. Ngặt nổi nếu bọn chúng đổi gác sớm, hoặc có tên nào ra ngoài bắt tử. E là... Để tao suy nghĩ thêm đã. Giờ phải tăng lượng muối lên nữa mới kịp. Dạ. Quần Khải sao rồi? Cứng đầu, nhưng được chăm sóc kỹ. Đại ca yên tâm, ngày mai sẽ tăng thêm lượng muối.
Thì thằng cha tài xế Điển Trai hôm trước chứ ai. Thằng cha nào? Chị đừng có giỡn anh nha. Thằng cha hôm trước đưa mấy người bạn tới ăn ba món khuyến mãi rồi chuồn đó. Còn ai vô đây nữa? Mày đừng có tưởng qua mặt tao à nghe. Tao không cần biết là nó có thật lòng với mày hay không, nhưng mà phải nhớ nguyên tắc làm ăn đó. Tôi đâu có. Anh biết ngay là em ở đây mà. Anh ra ngoài uống nước. Bữa nay anh lại đi một mình nữa hả? Ừ. Bộ em có muốn anh tới tìm em sao? Đi theo em. Đó, chị coi, em đâu có nói xạo đâu. Mày phải coi chừng nó đó. Dưới như cái chuyện tình cảm là hư việc hết, biết chưa? Ừ, em biết rồi. Anh chờ chút, em đem đồ ăn ra nghe. Anh tới là vì em, đâu phải vì món ăn. Em ngồi đi. Anh có cái này tặng em. Tặng em nữa. Em mở ra đi, coi có thích không. Hả? Anh tặng em hả? Ừ. Em ngại quá à. Có gì đâu mà ngại. Anh đây dùm em nha. Đã thấy anh thiệt lòng với em chưa? À, đêm nay anh đưa chuyến hàng mới. Chuyến này bà chị anh nói tiền tỷ đó. Vậy anh đừng tới đây nữa. Sao vậy? Anh muốn qua chào em mà. Giờ chào được rồi ha. Đêm nay anh đi luôn đi. Bữa nào về ghé thăm em. Không được. Chuyến này anh phải đi xa, ra Bắc lận. Phải gặp em trước khi đi chứ. Ủa, sao mặt em tái xanh vậy? Ảnh dùng gì? Hạnh vô lấy liền cho nóng. Sao? Các tấn công không gì Toàn? Con nhỏ định nói gì đó, nhưng bị một trong hai ả chặn lại. Coi chừng mất sợi dây chuyền thì quan đó. Tôi đã cho ả số điện thoại. Từ giờ tới đêm, hy vọng ả là kẻ si tình. Đêm nay nào gác phòng một chút, thì có sự cố ở trạm biến thế. Không. Chỉ có 10 phút thôi đại ca. Cũng được. Em nghĩ phải có phương án hai chứ. Anh đã có rồi, nhưng mày phải hy sinh một chút đấy. Em sẵn sàng.